Rồi xin chào tất cả bà con. Thì hôm nay Thắng Sang sẽ chia sẻ cho bà con cái cách diệt lúa từng bước đầu. Đó thì cái khu này là đó giờ hồi giờ đầu vụ giờ là chia sẻ cho bà con là cái kia. Bên này bên mình đang còn nước kìa nè. Chết luôn đó. Thì hôm nay Sơn xịt chia sẻ cho bà con bước đầu luôn, xịt cửa này rồi tới trục chạc rồi xịt cái nữa bà con, rồi xịt thuốc khác nữa, chừng nào tới cự tới đó thì chia sẻ tiếp cho bà con ha. Thì nói chung thì nó cũng giảm chứ không phải nó giảm 100%, nhưng mà nó giảm cho bà con, nó giảm cái chết của bà con nó. Thì đừng có để nước nhiều quá, bơm dịch ăn thì còn nước xếp khép đi nè, xịt thì vừa rồi thịt rồi nó chết, người số nào không chết nó lên mầm, mà con lên mầm mình sẽ chở nó lại chết nó đỡ rất nhiều ha, đỡ hơn là không có thịt. Ở đây Sắc Sang sẽ sử dụng Sắc Sang sẽ xịt thuốc cỏ bà con, thuốc cỏ mà bà con phải xịt cái bếp này nè, cái bếp cửa xe nè, bà con xịt tắt kép vô, nó xịt qua chỗ giờ này qua giờ kia mà đi chậm chậm nha, đừng đi nhanh nha, cái thuốc nó xuống đất đó, rồi nó ngấm đều đất để vừa chết cỏ mà nó vừa thối lúa luôn. Thì đây là thuốc cỏ Giluelon 15XL. Đó, cái hoạt chất đó nè. Hiện này là chai này tới 100 mấy là con, từ 150 đến 160 ngàn. Đó, đây là thuốc cỏ lưu dặm. Đây là Giluelon 15XL, là thuốc diệt cỏ thế hệ mới tiên tiến, có hiệu quả diệt trừ nhanh và tận gốc các loại cỏ gây hại. Đó, đặc biệt là cỏ mần trầu có tính thấm lưu dẫn cao và hiệu quả xịt cỏ cao đó. Cái này là thuốc cỏ bờ nó, nhưng mà bà con xịt xuống đây là nó ngấm vô hột lúa là thối luôn đó. Mày chứ nó ấy lắm bà con, mà xịt mà cái hơ đó, nó cái lúc mà lúa mà nó chuẩn bị làm đồng ha, mà bà con xịt cái hơ thôi là chừng đó cái bông lúa chỗ lên là thấy gớm luôn, không vô hạt luôn, lép hết trơn luôn, cái hơ nó mạnh như đó đó. Thì đây Thắng Sang sẽ làm thử, thì nếu có hiệu quả thì Sang làm thử rồi quay lại từ vụ người chừng nói vụ coi nó có lên không. Nếu nó không lên nữa là cái thuốc này nó có hiệu quả, với thêm một cử nữa đó. Thì nếu có hiệu quả thì bà con làm theo á, nhiệt lúa 2 tuần. Cho giờ lúa 2 tuần thì bà con nào cũng sợ á, nó thắt thoát lắm, không có nhiều tiền. Thì đây thôi, mình sử dụng vậy là một bình máy 25 lít 200cc đó nghe bà con. Này 200cc là chết rồi, thúi rồi đó, 200 thôi nè, để nào khoa nè, 100 đến 150ml bình thường 16-25 lít đó, mà 200ml bình 25 lít là đậm rồi nha. Đúng khuyến cáo thì thúi, vậy là thúi hộp lúa rồi. Thì đây Thắng Sang xịt cho bà con người điện nữa sẽ chở, là nếu nó không lên là không lên là thúi đó. Thì nó thúi chắc cũng vài phần trăm thôi, tại vì cái này mình xịt đâu có đều đâu, thuốc ngay chỗ nào thì thúi chỗ đó. Thì đây thì chia sẻ cho bà con trước ha, xịt thí nghiệm trước đi hết thì cho bà con mình làm theo. Đó. Rồi.